Thưa quý vị, từng xảy ra không ít những vụ việc, các đối tượng quay phim, chụp ảnh nhạy cảm để thực hiện những mưu đồ xấu. Vừa qua, công an thành phố Huế đã triệt phá một vụ việc với tính chất tương tự. Một đối tượng đã dùng clip nóng để uy hiếp người yêu cũ, buộc nạn nhân phải vào nhà nghỉ cùng hắn. Chiều ngày 31 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế bắt tạm giam đối với Châu Văn Tê, sinh năm 1998, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Huế, có hành vi bất chính với một thiếu nữ. Vào khoảng tháng 9 năm 2022, Châu Văn Tê yêu đương trai gái với chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 2003, trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tê nhiều lần làm chuyện người lớn với Hát và chụp ảnh, ghi lại video, hình ảnh nhạy cảm của chị Hát. Vì lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình phát tán ra bên ngoài, nên khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 năm 2023, Hát đã miến cưỡng đến nhà nghỉ Cờ May Apartment, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, theo yêu cầu của Tê Tại đây, Tê đã có hành vi làm bậy đối với chị Hát thì bị lực lượng chức năng công an thành phố Huế phát hiện bắt quả tang. Tại khoản 1 điều 143, Bộ luật hình sự hiện hành quy định, người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thưa quý vị, vụ việc trên không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng quay phim nhạy cảm để thực hiện mưu đồ xấu. Bên cạnh công tác xử lý nghiêm loại tội phạm này, chính những người trong cuộc cũng cần tự bảo vệ bản thân mình, cần cảnh giác trong mọi trường hợp để không bị ghi lại những hình ảnh nhạy cảm. Sự sơ suất lơ là chính là miếng mồi béo bở để loại tội phạm này lộng hành, gây ảnh hưởng lớn đến danh dự, nhân phẩm của những nạn nhân.